Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Thanh Niên. Thưa quý vị và các bạn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ quan trọng của công tác hội và phong trào thanh niên. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức hội, phát huy tính liên hiệp rộng rãi của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Phần sau của chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông của các bạn trẻ xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để thu hút thanh niên vào sinh hoạt trong các tổ chức hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trực thuộc. Mặt khác, mở rộng mạng lưới xây dựng các tổ chức hội hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, tạo sức lan tỏa của thanh niên trong các tầng lớp xã hội bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Nằm trong chương trình tình nguyện mùa đông do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lào Cai phát động, gia đình anh Hàng A Sen cùng 4 hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Sapa, thị xã Sapa đã được hỗ trợ mỗi hộ 4 triệu đồng để cứng hóa nền nhà. Ngoài kinh phí, các hộ còn được lực lượng thanh niên các đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên đến giúp đỡ về ngày công lao động. Đoàn thanh niên đã giúp đỡ hỗ trợ cát, hỗ trợ xi măng để đổ nền nhà mình. Thì nhà mình rất là vui và rất là cảm ơn mọi người. Để thực hiện cho chương trình thì là anh em cũng ban chủ nhiệm của các câu lạc bộ cũng đã có sự phối hợp dưới sự chỉ đạo chung của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai thì cùng kết hợp để thực hiện cái chương trình ngày hôm nay. Thì trong đó thì cũng có cái sự chuẩn bị khoảng gần một tháng cho vì cũng là một phần là do dịch, nhưng mà anh em cũng đã cố gắng hết mình để làm sao một cái chương trình nó được diễn ra thuận lợi nhất. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số luôn được Hội Liên hiệp Thanh niên đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, việc chăm lo giúp đỡ thanh niên yếu thế có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực của tổ chức hội. Bên cạnh đó, để tập hợp thanh niên vào tổ chức, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp còn mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên. Ngoài 94 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp huyện, xã, 57 tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên, thời gian qua, nhiều câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, ngành nghề được thành lập. Một trong những mô hình hiệu quả có thể kể đến đó là câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp Lào Cai, được thành lập từ tháng 12 năm 2019. Câu lạc bộ hiện có hơn 40 thành viên, bao gồm các chủ doanh nghiệp đã thành công, những thanh niên trẻ có nhu cầu kinh doanh hoặc bắt đầu khởi nghiệp. Câu lạc bộ được thành lập với mục đích kết nối các nguồn lực đầu tư, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm lập nghiệp, kinh doanh, bảo trợ và đỡ đầu cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên, giao lưu, kết nối, giúp đỡ giữa các thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp hoặc đã khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều chương trình thu hút thanh niên tham gia như cà phê khởi nghiệp, tọa đàm khởi nghiệp cùng các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. Qua câu lạc bộ, các thành viên có cơ hội kết nối, hỗ trợ, hợp tác với nhau trong quá trình phát triển các mô hình kinh doanh của mình. Khi mà khởi nghiệp thì mình cần trang bị những kiến thức gì và những khó khăn gì, những thách thức gì cần phải vượt qua. Đó là mục đích chính của việc mình đến với cả chương trình khởi nghiệp. Mình mong muốn là hoàn thiện bản thân, tìm hiểu được về các sản phẩm mới, hợp tác với các đơn vị cung cấp hay là hợp tác với các bạn hàng để có thể phát triển được những cái ngành hàng mà mình mong muốn. Ngoài câu lạc bộ khởi nghiệp, thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, đã thành lập câu lạc bộ bóng đá phong trào tỉnh Lào Cai gồm 4 đội bóng với 33 thành viên và câu lạc bộ xe bán tải tỉnh Lào Cai gồm 24 thành viên. Qua thực tiễn cho thấy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm đã mang lại hiệu quả rất cao như tăng tỷ lệ tập hợp, tăng lực lượng cho hoạt động hội và giảm thiểu các loại tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi. Các câu lạc bộ, đội, nhóm ngày càng khẳng định vai trò to lớn của mình trong việc tập hợp thanh niên, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, giải pháp quản lý câu lạc bộ, đội, nhóm có hiệu quả và thu hút đông thanh niên tham gia. 6 tháng đầu năm 2021, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai đã kết nạp hơn 2.200 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 97.000 người. Câu lạc bộ bán tải Lào Cai thì với hơn 24 thành viên sau khi tham gia trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lào Cai đã có nhiều hoạt động tham gia
hướng tới vì cộng đồng như vận chuyển hàng hóa đến các điểm chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra thì cũng có tổ chức chương trình vui Tết Trung Thu cho các cháu với hơn 3.800 phần quà tới các khu vực điểm trường và khu vực khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tôi cũng mong muốn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lào Cai có thể tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hơn nữa để cho chúng tôi có thể cống hiến sức trẻ của mình phục vụ cho xã hội. Chúng tôi mở rộng tập hợp tất cả các thanh niên đối tượng theo từng ngành nghề, từng sở thích và chú trọng đến nhu cầu của mỗi thanh niên trong cuộc sống. Chúng tôi thường xuyên đi sâu đi sát, thực tiễn nắm bắt và tham gia các hoạt động trực tiếp cùng các câu lạc bộ, tổ đội nhóm trên địa bàn tỉnh. Từ đó thì vận động thanh niên là định hướng để hoạt động cùng trong tổ chức hội. Với mong muốn trở thành người bạn đồng hành, tin cậy của thanh niên, các cấp hội luôn xác định công tác tập hợp thanh niên vào tổ chức là mặt trận hàng đầu. Để tiếp tục nâng cao vai trò đoàn kết tập hợp thanh niên, đòi hỏi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh cần phải tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương pháp tập hợp thanh niên, tích cực phối hợp cùng với tổ chức đoàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đến công tác hội và phong trào thanh niên. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội và quá trình hội nhập, nhiều nét văn hóa truyền thống của các dân tộc đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Để nêu cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn các nét văn hóa truyền thống của dân tộc, tại xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông đã được các bạn trẻ thành lập và phát huy được hiệu quả trong việc truyền dạy, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Mỗi tuần một buổi, câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông, xã Nậm Chày lại tổ chức sinh hoạt. Tại đây, các bạn trẻ được tìm hiểu về những nét độc đáo trong văn hóa của dân tộc mình, được nghệ nhân truyền dạy cho các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Mông, đặc biệt là nghệ thuật múa khen. Và câu lạc bộ thì tôi được các anh hướng dẫn là sử dụng các thanh cụ, nhạc cụ ở trên ấy, các ống chế. Tôi được các anh ấy hướng dẫn kỹ hơn, có thể chỉ đạo từ ngón này như thế này, ngón này như thế kia. Trước tiên thì tôi sẽ dạy, đầu tiên nói về lý thuyết thì sẽ dạy truyền miệng này. Sau đó thì sẽ hướng dẫn các bạn ý thổi cách phối các cái ngón tay, phối ngón này với ngón kia và sẽ từng bước một là như vậy. Xã Nậm Chày có 8 thôn bản với gần 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Tuy nhiên, số nghệ nhân thực sự am hiểu về văn hóa dân tộc Mông trên địa bàn xã hiện chỉ có vài người. Bởi thế mà khi câu lạc bộ được thành lập, các nghệ nhân ở đây rất vui mừng và tâm huyết truyền dạy người trẻ kế tục điệu khèn cũng như lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Tôi thì cũng sẵn sàng đâu, bởi vì là mình lúc già rồi cũng biết nghĩ là không còn bao lâu nữa thì bây giờ các cháu mà ai đến tôi cũng cố gắng dạy học cho các cháu biết hết, không để là mất cái nghề của dân tộc. Đây là từ xưa đến nay là nói chung các cụ là cũng dạy đi dạy lại bảo thôi, làm cái gì làm nhưng mà cũng phải có cái khen, không có thì sau này chúng mày cũng không biết làm gì, lại đi nơi khác xa thì lúc bây giờ không có thời gian mà đi nữa, thì tốt nhất là trong thôn bản khác học với nhau tốt nhất. Tôi thì cũng rất nhiệt tình. Bởi vì chúng ta có rất nhiều cái bộ môn nghệ thuật, không chỉ là khen mà như là sáo, rồi là đàn môi, đàn nhị, rồi là khèn lá, rồi là một số bộ môn hát về hát dân ca cũng như là hát truyền thống trong đám cưới. Thì chúng ta có những rất nhiều cái bộ môn đó mà tôi đã khảo sát thì có những cái lực lượng đoàn viên thanh niên họ rất là thích. Câu lạc bộ đã xây dựng chuyên đề để một tuần là sẽ sinh hoạt một chuyên đề để thu hút cái lực lượng trẻ vào tham gia cái câu lạc bộ. Bằng hoạt động cụ thể, tuổi trẻ xã Nậm Chày đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, để những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông luôn được phát huy và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng. Chương trình truyền hình thanh niên tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.